Tất cả bắt đầu trong bóng đêm, lạnh lẽo, đơn độc, và chỉ có một âm thanh duy nhất đồng hành cùng bạn. Âm thanh đã trở thành biểu tượng của dòng game hành động lén lút này. Tom Clancy's Splinter Cell là một tựa game ngập tràn thử thách, sánh ngang với những Hitman hay Metal Gear Solid, bắt buộc người chơi phải tuân theo những quy tắc chặt chẽ. Thế nhưng chính sự hà khắc ấy đã mang lại cộng đồng fan hâm mộ lớn mạnh như ngày hôm nay. Trong nhiều năm qua, series đã thay đổi hướng đi của mình, bước ra khỏi bóng đêm để đến với ánh sáng chói chang, ánh sáng của những pha đấu súng, những vụ nổ mang đậm chất Hollywood, rơi vào cái cạm bẫy mà rất nhiều tựa game hành động bom tấn góc nhìn người thứ ba mắc phải. Sự thay đổi này có được đón nhận hay không là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là Splinter Cell sẽ tiếp tục như thế nào? Tầm nhìn của nhà phát triển đang hướng tiến mục tiêu gì? Cho đến kỳ hội chợ E3 2012, dường như hướng đi thiên về chất hành động vẫn được đề cao và nó đã làm không ít người phải thất vọng. Thêm một tựa game mang thương hiệu Splinter Cell nữa, nhưng cái chất lén lút mà chúng ta yêu thích đã không còn. Nhưng hãy quên hết những định kiến mà một bản demo ngắn ngủi mang lại. Tại Solo Game, chúng tôi đã trải nghiệm và biết chắc chắn rằng Splinter Cell đã quay trở lại với bóng đêm. Blacklist không phải là một phiên bản reboot hay thay đổi bất cứ yếu tố nào của cả series. Những gì nó đạt được còn ấn tượng hơn thế rất nhiều. Củng cố lại những gì tinh túy nhất, kết hợp với các cải tiến trong gameplay để phù hợp hơn với khán giả hiện đại. Từ đó làm nên một trải nghiệm Splinter Cell cực kỳ hấp dẫn và phong phú. Tựa game đầu tiên từ studio Ubisoft Toronto không hề e ngại khi quay trở lại với quy mô rộng lớn, điều mà người ta cảm thấy thiếu trong Conviction. Phần chơi cốt truyện, co-op pre-screen hoặc online, chiến trường chơi mạng, bảng xếp hạng leaderboard, nâng cấp, tùy chỉnh vũ khí, trang bị công nghệ tân tiến cho căn cứ trên không, concept art, các phụ lục chi tiết cho từng nhân vật, từng địa điểm. Nói tóm lại, bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn thế cho cái giá $60. Cốt truyện của Blacklist là rất quen thuộc với thương hiệu Tom Clancy, một tổ chức khủng bố bí hiểm đang đe dọa Hoa Kỳ, buộc Tổng thống Patricia Cornwell thành lập Fort Echelon, đơn vị đặc biệt dưới sự chỉ huy của đặc vụ Splinter Cell đầu tiên, Sam Fisher. Trên căn cứ di động Paladin, một chiếc máy bay đa chức năng, Fort Echelon di chuyển trên toàn thế giới, thu thập thông tin tình báo, làm mọi việc để có thể chặn đứng cuộc tấn công trước khi quá muộn. Không còn là một chiến binh đơn độc, Sam giờ đây phải quen với việc làm một chỉ huy, sẵn sàng tin tưởng mạng sống của mình và đồng đội. Đây là một hướng đi mới, có thể sẽ làm vai trò của Sam bị hạ thấp đôi chút, nhưng nó rất phù hợp để xây dựng những mối quan hệ, tương tác mới giữa các nhân vật. Sự tương tác được thể hiện hết sức sinh động với diễn xuất truyền tải bằng công nghệ Full Performance Capture. Đây có thể nói là bước đột phá lớn nhất của Splinter Cell trong thế hệ console thứ 7, PS3 và Xbox 360. They're in hazmat suits. You don't know what you're dealing with. Probably trained with worse. If a single guard spots you, it's all over. Forget who you're talking to. Trên chiến trường, Sam đã được khôi phục tất cả những kỹ năng bị tiêu mất trong Conviction, và dĩ nhiên là những bổ sung thú vị nữa. Mỗi level đều có thể vượt qua bởi 3 phong cách chơi khác nhau: Ghost, Panther và Assault. Ghost là một lối chơi kinh điển, hãy ẩn mình trong bóng đêm, đừng gây nên bất cứ tiếng động nào, tận dụng hết chức năng của các thiết bị, thâm nhập và biến mất không dấu vết. Trái ngược với đó là Assault, phá vỡ cửa ra vào, dùng quân địch làm lá chắn, bắn tất cả những gì chuyển động và sẽ không còn ai còn sống sót để có thể kể lại rằng Sam Fisher đã có mặt tại đây. Panther, một phong cách chơi trung gian xuất hiện trong Conviction, nhưng nay còn được cải tiến bởi sự linh hoạt trong các cơ chế mới. Sự kết hợp giữa vào phong cách chơi ấy mang đến một tựa game hành động lén lút đa dạng và thú vị nhất tôi từng trải nghiệm. Một tựa game mà bạn có thể vượt qua trong lần đầu tiên chơi bằng bất cứ cách nào. Thế nhưng có một động lực rõ ràng để quay trở lại, reload checkpoint, xử lý các tình huống một cách hoàn hảo. Càng khám phá level, né tránh kẻ địch và sưu tầm file dữ liệu, bạn sẽ càng ghi được nhiều điểm. Số điểm ấy sau đó được chuyển sang tiền mặt mà căn cứ Paladin nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ. Điều đó dĩ nhiên làm cho lối chơi stealth trở nên quan trọng hơn, bởi nếu thành công trong phong cách Ghost, Sam sẽ unlock được thêm nhiều thiết bị và nâng cấp căn cứ nhất. Trang bị lại giúp cho bạn tập trung vào lối chơi của mình nhiều hơn, tăng thêm những sự lựa chọn chiến thuật. Nâng cấp Paladin lại ảnh hưởng đến toàn bộ trải nghiệm như là radar được cải tiến, mở khóa cấp vũ khí vân vân. Đây là một hệ thống tuy đơn giản nhưng nó lại có thể linh nghiệm và khiến người chơi liên tục hòa mình vào thế giới của Splinter Cell. Tôi đã có những hoài nghi nhất định, thế nhưng Blacklist đã thổi bay tất cả với chất lượng có thể nói là đỉnh cao của dòng game stealth action.
mang lại tất cả những giá trị cũ và mới, phong cách đặc trưng, mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng của đội ngũ phát triển. Solo game sẽ còn quay lại với Blacklist trong phần review phần chơi co-op và multiplayer Spies vs. Merc. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.